hôm nay nắng nôi như này đến đây vất vả cho chị quá. Ở đây ở đâu mà sao bẩn thỉu bụi bám này? Dạ ngoại thành mà chị, nhưng mà chị yên tâm hôm nay cảnh quay ở trong phòng hết thôi ạ. Em đã check qua chắc rồi. Thế thì còn nghe được, không phải đích thân sếp Phương mời tôi đến đây nhé, thì còn lâu tôi mới nhận cái dự án quen này. Dạ vâng, một đại minh tinh như chị không đóng phim cho Hollywood thì thôi chứ góp mặt trong cái dự án này quả thật là mất mặt. À mà quên mất, sáng nay thư ký của sếp Phương có gửi cho chị một túi quà. Chị cầm xem qua đi ạ. Đây là một hộp sâm bổ nữ Whey Collagen và một hộp sâm tăng lực phúc lộc thọ. Đây là hai sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang hot hit hiện nay đấy ạ. Coi như là sếp Phương cũng có lòng có dạ. Như này thì tôi cũng phải viết cho ra gì mới được. Có lời này của chị Trang thì dự án này thành công chắc chắn rồi. Thôi đưa em cầm cho ạ. Ôi, cô đừng bao hoa chị chè nữa. Mau đưa tôi vào trường quay đi. Đứng đây chết hô mất. Chưa kể thì đưa bọn fan nó không vào, diễn mệt lắm. Vâng, chị đi theo em ạ. Công ty nhớ là phải ngoan, không được nghịch ngợm, làm phiền các cô chú nghe chưa? Vâng mẹ, con sẽ ngoan mà siêu ngoan luôn. Con của mẹ ngoan lắm. Tôi vừa nghe thấy có người đang nói xấu tôi đấy nhá. Không. Nào em ngồi xuống đây nào, em chỉnh lại cái cổ áo cho. Sao? Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Được chưa? Từ nãy giờ có ai nói xấu bố đâu? Bố là Superman nhá, vừa là thần tượng siêu to khổng lồ của con rồi mà. Cô không phải nên. Này, mà anh quyết định cho con bé lên công ty thật đấy hả? Anh chiều nó quá đấy. Thì con bé đang trong thời gian nghỉ hè mà. Với lại anh cũng không muốn nó đi học thêm. Nên lên công ty chơi với bố cho thoải mái đúng không? Vâng ạ, con sẽ lên công ty chơi với bố, bảo vệ bố để khỏi mấy cô chân dại cướp mất bố đi sao. Thôi, anh với con đi luôn đây. Em ốm thì ở nhà nghỉ ngơi đi nhá. Đừng có làm việc đấy, biết chưa? Rồi, em nhớ rồi. Thôi, hai bố con đi đi. Đi đi nhá. Con chào bố. Con chào mẹ. Đi đi. Cứ đùa thôi. Anh đi nhá. Anh đi đi. Chị Trang ơi, đạo diễn gọi chị ra thử vai ạ. Ekip chuẩn bị xong hết rồi. Tôi nói cô chưa nghe rõ đúng không? Khi nào xếp tổng đến thì tôi mới điện. Dạ, bây giờ cũng muộn rồi ạ. Thôi chị cố gắng. Không là không. Có chờ đến nửa đêm cũng phải chờ. Không diễn là không diễn. Này, công nhận xếp Vũ Phương đang đến đúng độ 9-10. Đẹp trai thế nguyên nữa. Đã thế lại còn phong độ nữa. Đẹp trai, nhà giàu, nhiều tiền. Vậy mà... Nhưng mà em nghe bảo ấy, vợ sếp Phương cũng giỏi giang lắm đấy ạ. Chị ấy không muốn hai vợ chồng cùng làm một công ty nên chị ấy tách ra làm ngoài. Mà chị ấy cũng dữ dằn lắm. Không ai dám động vào chồng chị ấy cả. Cô đang cảnh cáo tôi đúng không? Hả? Dạ. Hôm nay mùng 1 đấy, cô muốn nghỉ việc không? Dạ, em không dám mà. Tôi phải khát nước. Đi mua cho tôi một chai nước. Nhớ là phải mua ở trong siêu thị. Tôi không uống hàng quán ở bên ngoài đâu, bẩn thỉu lắm. Dạ vâng, em xin phép anh đi ngay. Để xem, mèo nào cắn nhiều nào. Cái gì mà Trang đã thích thì phải có cho bằng. Anh, sao anh đến đúng vậy chứ ạ? Ngồi đi con. Có đại minh tinh ở đây, tất nhiên là tôi phải có mặt rồi. Anh cứ nói đùa. Giới thiệu với cô, đây là con gái của tôi. Diệp, chào cô đi con. Chào cô. Thái độ không được gì đấy. Chào lại. Chào cô ạ. À bố ơi, hôm qua có xem bộ phim ấy. Phim hay lắm bố ạ. Ở cái phim đấy, có một cô gái, người ta hỏi cô ấy là hồ ly tinh. Thế hồ ly tinh là gì ạ? Sao cô lại hỏi ly tinh thế? Hả? Ở trên phim thôi, chứ ở ngoài đời làm gì có ly tinh. À, con biết rồi. Hồ ly tinh chính là người chuyên đi kiếp chồng của người khác. À mà bố ơi, bố cũng phải tránh xa nhá. Không là bố về mẹ buồn đấy. Xin lỗi cô nhá. Con
gái tôi tính nó hơi hiếu động. Không sao đâu anh ạ. Trẻ con có tính hiếu động là tốt mà, chứng tỏ là anh tìm hiểu, học hỏi nhiều. À, mà em nhận được quà của anh rồi đấy. Bạn trợ lý của em đang cầm rồi. Anh đúng là tinh tế thật, đã tặng sâm tố nữ Pure Collagen, lại cả sâm tăng lực, phúc lộc thọ nữa. Thì làm sao mà em từ chối được ạ? Có gì đâu, cậu ưng là được rồi. Tại vì tôi thích sản phẩm đấy, cũng rất là tốt, nên là mua khá nhiều về để tặng cho đối tác. Chúng là con gái của Bố Phương, xinh gái quá. Ơ, hôm qua tôi tiến đâu mà người cháu. Mẹ cháu bảo ở ngoài nhiều xấu lắm. Cô xin lỗi nhá, cô đừng nột quá. À, dạ em chào anh Phương ạ. Dạ, chị Trang ơi, cái nước của chị nhiều em mua ạ. Khổ thế không biết, ở đoàn phim có nhiều nước sao không lấy cho chị uống. Mà cứ phải đi mua làm gì cho vất vả ra. Chị đã bảo là chị uống cái gì cũng được rồi mà. Cứ phải nước ở trong siêu thị cơ. Thôi được rồi, chị cảm ơn nhá. Em cũng có vẻ mệt rồi, em ra quần kia nghỉ ngơi đi. Có gì thì chị gọi nhá. Dạ vâng ạ, vậy em xin phép ạ. Em chào anh nhà chị ạ. Nào, để cô lấy nước cho cháu uống nhá. Uống đi cháu. Con gái uống nhiều nước. À, cháu không uống thì cháu bỏ cô chứ. Sao cháu lại... Diệp, sao con lại thô lỗ thế? Con mà không ngoan nhá, bố không bao giờ cho con đi cùng bố nữa đâu. À, không sao đâu anh ạ. Trẻ con bướng bỉnh là chuyện bình thường mà. Em không sao đâu. Nhưng ướt, nhưng mà áo cô ướt hết cả rồi kìa. Thôi để tôi ra lấy cái áo vest cho cô khoác tạm. Chứ ướt thế này không ai đâu. Con ngồi đây chờ bố biết chưa? Cô có đâu, Diệp. Cháu đừng nói như thế mà. Cô chỉ muốn lấy những gì là của mình thôi. Rồi sau này cháu lớn lên, cháu sẽ hiểu tại sao mà cô lại làm như thế. Cô không cướp bố của cháu, cũng không cướp chồng của mẹ cháu. Mẹ cháu không yêu bố bằng cô đâu. Và hơn nữa, cô mới là người xứng với bố cháu hơn. Cô không biết xấu hổ à? Đây, cô khoác tạm vào đi. Tôi bảo trợ lý mang đồ mới lên cho cô rồi. Em cảm ơn ạ. Ở lại thì cố gắng làm cho tốt nhá. Tôi cũng đang định ở lại để xem nốt tiến trình ngày hôm nay. Nhưng mà công ty báo việc gấp quá, tôi phải đi rồi. Mình về thôi. Tôi đi nhá. Dạ vâng ạ. Ở lại làm cho tốt đấy. Chào cháu nhá. Ship cho tao cái sâm tố nước Pure Collagen với cả sâm tăng lực phúc lộc thọ ấy mà. Cái gì đấy? Như mấy lần đi chơi tao nghe thấy mày uống đúng không? Ừ, đúng rồi. Phụ nữ chúng mình ý, vừa đi làm vừa lo cho gia đình hay bị mệt mỏi stress lắm. Uống sâm tăng lực phúc lộc thọ sẽ giảm mệt mỏi stress. Vợ chồng tao uống suốt mà, hiệu quả lắm. Với cả còn sâm tố nước Pure Collagen thì sẽ giúp bọn mình trẻ hóa làn da, giữ gìn vóc dáng. Với cả nói cho mày biết này, còn khắc phục cả cái chuyện vô giác và suy giảm ham muốn nữa đấy. Bảo sao dạo này tao thấy mày càng ngày càng đẹp, da càng trắng hơn rồi. Đây là lý do mày không sợ mấy con hồ ly đấy đúng không? Bọn mình là phụ nữ thì cần phải giữ dáng giữ sắc chứ cần gì giữ chồng. Mà mày có uống không? Để tao gửi cho mày mỗi loại một hộp nhá. Có mua với không? Mà tiện người ta trong web nghiên cứu luôn nhá. Ổn đã mất luôn, phải về cho hai bên ông bà nữa. Ok, thì tao tắt máy nhá, có gì tao gửi cho. Ok, bye. Ok.
sao con về một mình? Bố con đâu rồi? Bố con bận nên bảo bác tài xế đưa con về ạ. Ồ thế à? À mẹ ơi, hôm nay con gặp một cô đáng ghét cực kỳ luôn ấy. Sao lại đáng ghét? Ồ, chính là con này này mẹ. Ồ, cái áo vest này là mẹ tặng bố hôm sinh nhật bố cơ mà. Không phải đâu mẹ ơi, mẹ đừng trúng kế cô ấy. Sáng nay cô ấy cố tình đổ nước ra máy của mình, lại còn đổ tội cho con nữa. Bố sợ mọi người hiểu nhầm nên mới cho cô mượn áo thôi ạ. Với cả ấy, cô còn nói cái gì mà cô ấy yêu bố hơn mẹ ấy. Đúng rồi, cô đến trả áo cho chồng tôi à? Mời cô vào. Cô đến đây làm gì? Cô đi ra ngoài đi. Kìa Diệp, mời cô ngồi. Khách đến nhà mình, con không được nói như thế. Mình là người có ăn có học, cư xử cái gì cũng phải đúng mực. Cô ngồi xuống đi. Nhà chị đẹp thật đấy, rất hợp với phong cách của em. Chị có nghĩ đến một ngày nào đó ngôi nhà này sẽ được đổi chủ không ạ? Cô nói thế là ý gì? À, em xin lỗi đã làm chị hiểu lầm. Ý em là em muốn mua lại căn nhà này thôi mà, vì nó rất hợp với phong cách của em. Tôi không thiếu tiền nên không cần phải bán căn nhà này. Mà nếu có không dùng đến ý thì cũng để chuột trông cũng chẳng sao cả. À mà bức ảnh cô đăng lên đẹp lắm, chỉ tiếc rằng là cái áo đấy nó hơi bẩn, bởi vì là hôm trước con gái tôi có làm rơi vào chỗ không sạch sẽ mà tôi quên chưa dặn. Không sao cả chị ạ, miễn anh Phương có lòng có dạ với em là được rồi. Bình thường trong công việc anh Phương luôn yêu thương này, ưu tiên em mọi thứ, rất là quan tâm nữa. Xấu hổ mà. Chắc là cô hiểu nhầm rồi, chồng tôi là sếp nên là đối với tất cả mọi người thì anh ấy đều tốt như vậy thôi. Chị không ghen hay sao? Có chứ, nhưng mà tôi chọn cách im lặng. Cô biết sao không? Bởi vì sự im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ ấy. Cô không biết à? À, tôi đùa vậy thôi. Quên mất, không mời cô uống nước. Mời cô uống nước này. Ôi chết, tôi xin lỗi. Ôi giời, tôi trượt tay. Nhưng cô này, cốc nước đổ đi rồi thì có thể rót lại được. Nhưng mà nhân cách và danh tiếng mà mất đi thì khó lấy lại lắm. Nên là cô cố gắng gìn giữ. Làm nghệ thuật khó lắm. Cho dù có xinh đẹp, có tài năng, mà nhân cách tồi thì cũng bị đào thải thôi. Chị đừng bay cao quá, kẻo ngã đo đấy. Tôi đến để trả áo cho anh Phương. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước. Chị Phe, không tiến. Sao cô lại? Anh không về sớm mà xem một màn kịch thực sự là hay đấy. Cô ta còn muốn rằng là cái gia đình này đổi chủ cơ, nhưng mà bị em cho một trận, sợ chạy rồi. Thế em không ghen à? Sao em lại phải ghen với cả một người không xứng đáng như vậy cơ chứ? Với cả hơn nữa, bác sĩ bảo là em đang có bầu. Yeah. Không có gì linh tinh. Cái gì cơ? Yeah, yeah, yeah. Em có bầu á? Thật? Thật. Em, con cả em rồi. Thế là anh lại được là bố rồi à? Đúng rồi. Anh vui quá, cảm ơn vợ yêu.